Ave Danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Ave Danh. Hello guys, welcome back. Chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng Vietjet. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề thứ 10, cuộc sống ở những hành tinh khác. Và ở video này, chúng ta sẽ học bài Language Focus. Trước khi bắt đầu vào bài học, thì chúng ta hãy xem ngày hôm nay chúng ta sẽ phải học những gì nhé. Đầu tiên là models, may, might, có nghĩa là các động từ khuyết thiếu này, là may và might. Thứ hai là conditional sentences, câu điều kiện type 1 and type 2, câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên này. Work with a partner. Chúng ta sẽ làm việc với một bạn cùng nhóm này. Use may or might and talk about Andy's presence. Chúng ta sẽ sử dụng từ may hoặc là từ might để nói về những cái món quà của Andy. Trước tiên thì chúng ta hãy nhìn câu A này. Chúng ta có từ gợi ý ở đây là từ book và game, sách hoặc là trò chơi. Vậy thì người ta sẽ làm mẫu cho chúng ta là it may be a book or it might be a game. Nó có thể là một quyển sách hoặc có thể là trò chơi này. Vậy thì chúng ta sẽ có các động từ khuyết thiếu may and might. Các động từ khuyết thiếu may hoặc là might, chúng ta sẽ cộng với động từ giữ nguyên nhé, động từ nguyên thể. Tiếp tục này, chúng ta đến câu B này. Box of crayons. Box of crayons là cái hộp bút chì màu và box of pens là một hộp sơn này. Vậy thì chúng ta sẽ có câu như sau này. Câu B. It may be a box of crayons or it might be a box of paint. Nó có thể là một hộp bút chì màu hoặc là nó có thể là một hộp sơn. Tiếp theo này, sang câu C. Chúng ta có từ gợi ý ở đây là từ football và từ basketball. Football là bóng đá và basketball là bóng rổ. Vậy thì chúng ta sẽ nói là nó có thể là một quả bóng đá hoặc là nó có thể là một quả bóng rổ như sau. It maybe a football or it might be a basketball. Nó có thể là một quả bóng đá hoặc là một quả bóng rổ. Tiếp theo câu D, chúng ta có từ gợi ý là từ boat và từ train là boat là chiếc thuyền này và train là tàu hỏa. Chúng ta có câu D như sau. It may be a boat or it might be a train. Nó có thể là một chiếc thuyền hoặc là một tàu hỏa. Tiếp tục câu E, chúng ta có flying saucer.
Flying saucer là vật thể bay này. Và meteor, meteor là sao băng. Như vậy thì chúng ta sẽ viết là it may be a flying saucer. Or it might be a meteor. Và ở bức tranh cuối cùng, bức tranh F, chúng ta thấy có từ evening stars là sao hôm này, và spacecraft là tàu không gian này, tàu vũ trụ này. Vậy thì chúng ta sẽ viết là F, it may be an evening star. Or it might be a spacecraft. Nó có thể là sao hôm này, hoặc là có thể là tàu không gian. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài số 2 này. Complete the sentences. Chúng ta hoàn thành các câu này. Use the verbs in the box. Dùng những cái động từ ở trong khung. Chúng ta hãy nhìn xem trong khung chúng ta có những cái từ gì được liệt kê ra nhé. Đầu tiên là rain, not go out. Rain là mưa này, vì thế không ra ngoài. Join, finished, tham gia vào và kết thúc nó. Write, not forget, viết và không quên cái gì đó. Not be, không phải là drop, là làm rơi. Miss, not hungry, bị bỏ qua, bị trễ cái gì đó. Và not hungry là không vội vã. Ok, chúng ta hãy nhìn ví dụ ở câu A nhé. If it rained this evening, I won't go out. Chúng ta thấy ở đây là câu điều kiện thứ nhất, câu điều kiện loại 1. Ở câu điều kiện loại 1, chúng ta sẽ có cấu trúc là if cộng chủ ngữ cộng với lại động từ chia ở thì hiện tại đơn. Và sau đó sẽ là chủ ngữ và cộng với will hoặc là will not ở thì tương lai cộng với lại động từ. Ok, vậy thì chúng ta tiếp tục đến với câu B này. Lan làm thế nào the best if she. Lan thì sẽ không bị thế nào cái chuyến xe của cô ấy nếu cô ấy. Vậy thì chúng ta sẽ viết câu này như sau này. Lan sẽ lỡ cái chuyến xe buýt nếu mà bạn ấy không vội vã, không nhanh chóng lên. Chúng ta sẽ đáp án đây là miss và not hurry. Chúng ta có đáp án cho câu B này. Lan will miss the bus if she does not hurry. Lan sẽ bỏ lỡ chuyến xe buýt nếu mà cô ấy không vội, không nhanh chóng lên. Tiếp theo này, if Hà careful, he the cup. Nếu mà Hà cẩn thận thì anh ấy làm như thế nào? Cái chiếc cốc này. Vậy thì chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ chọn not be và drop.
Nếu mà Hà không cẩn thận thì bạn ấy sẽ làm rơi chiếc cốc. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án cho câu C như sau. If Hà is not he will drop the Nếu mà Hà không cẩn thận thì anh ấy sẽ làm rơi chiếc cốc. Câu D này. Mrs. Tân Nga asks if she her work early. Bà Nga sẽ như thế nào với chúng ta nếu mà cô ấy, nếu mà bà ấy công việc ở một cách sớm này. Vậy thì hiển nhiên chúng ta ở đây sẽ là nếu mà bà Nga sẽ tham gia cùng với chúng ta nếu mà bà ấy hoàn thành công việc sớm. Ở đây chúng ta sẽ có the joy và finished. Câu D này. Mrs. Nga will join us if she finishes her work early. Bà Nga sẽ tham gia cùng với chúng tôi nếu mà bà ấy hoàn thành công việc sớm. Tiếp theo này. If Mrs. Bing ate shopping list, she what to buy? Nếu mà bà Bình làm cái gì đó với những danh sách, những thứ cần mua thì bà ấy sẽ làm gì đó, những cái gì cần phải mua này. Vậy thì chúng ta sẽ có là nếu mà bà Bến viết cái danh sách những cái thứ mà bà ấy cần mua này thì bà ấy sẽ không quên những thứ mà bà cần phải mua. Chúng ta có to write và not forget. Như vậy đáp án cho câu E sẽ là If Mrs. Bing write a shopping list, she will not forget what to buy. Nếu mà bà Bình viết danh sách những cái thứ cần mua thì bà ấy sẽ không quên những thứ mà bà ấy cần phải mua. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài thứ ba này. Look at the pictures. Nhìn những cái bức tranh đã được miêu tả ở đây. Complete the sentences. Dùng những cái động từ trong khung này. Hoàn thành những cái câu ở bên dưới này. Chúng ta sẽ nhìn vào câu đầu tiên là câu A này. Chúng ta có example, ví dụ ở đây này. Người ta sẽ cho các từ là ba này. Be rich, travel around the world. Ba, rất là giàu này. Và đi vòng quanh thế giới này. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng câu điều kiện loại 2 để diễn tả những cái ý muốn mà không có thực trong hiện tại sẽ là If Bob were rich, he would travel around the world. Nếu mà ba giàu thì anh ấy sẽ đi du lịch khắp nơi trên xung quanh vòng quanh thế giới này. Như vậy ở bài 3 chúng ta sẽ có câu điều kiện loại 2 sẽ là if someone cộng với lại động từ chia ở từ thì quá khứ này. Sau đó sẽ là chủ ngữ cộng với lại would. Chúng ta sang câu B nhé.
Meet the lock, half car, drive to work. Anh, ông Lộc thì ước rằng anh ấy có một cái xe này để anh ấy có thể lái đi làm này. Chúng ta sẽ viết là câu B. If Mr. Locke had a car, he would drive it to work. Nếu mà anh ông Lộc có một chiếc xe ô tô thì anh ấy sẽ lái nó để đi làm. Tiếp theo câu C này. Lan leave Ho Chi Minh City, visit Saigon Water Park. Bạn Lan thì mong ước bạn ấy sống ở thành phố Hồ Chí Minh này để bạn ấy có thể tham quan cái công viên nước ở Sài Gòn. Chúng ta sẽ viết như sau này. If Lan lived in Hồ Chí Minh City, she would visit Saigon Water Park. Nếu mà Lan sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì cô ấy có thể thăm công viên nước Sài Gòn. Và câu D này. Chúng ta thấy bạn Lan đang, bạn Nam, chúng ta thấy bạn Nam đang đến trường trễ này. Vậy thì Nam arrived school on time, have alarm clock. Bạn Nam sẽ có thể đến trường đúng giờ nếu mà bạn ấy có cái đồng hồ báo thức này. Câu D. Nam would arrive at school on time if he had an alarm clock. Bạn Nam có thể đến trường đúng giờ nếu mà bạn ấy có cái đồng hồ báo thức này. Tiếp theo. Hoa live Huế, see parents every day. Bạn Hoa, bạn ước rằng bạn ấy sống ở Huế để bạn ấy có thể nhìn thấy bố mẹ của bạn ấy mỗi ngày. Như vậy, chúng ta thấy ở câu E này. Chúng ta sẽ có if Hoa lived in Huế, she would see her parents every day. She would see her parents every day. Nếu mà Hoa sống ở Huế thì bạn ấy có thể gặp bố mẹ mỗi ngày. Tiếp theo này. Câu F. Nga old piano play well. Nếu mà bạn Nga có một cây đàn piano thì bạn ấy sẽ chơi rất là giỏi. Câu F chúng ta sẽ viết như sau này. If Nga old a piano, she would play it very well.
Nếu mà Nga có đàn piano thì bạn ấy sẽ chơi rất là giỏi. Và tiếp theo là câu G này. Tuấn get better grades, study harder. Bạn Tuấn thì sẽ được điểm cao hơn nếu mà bạn ấy học chăm chỉ hơn. Câu G chúng ta sẽ viết như sau này. Tuấn would get better grades. Tuấn would get better grades if he studied harder. Bạn Tuấn có thể được điểm cao hơn nếu mà bạn ấy học tập chăm chỉ hơn. Tiếp theo. Ở bức tranh cuối cùng, bức tranh H. Now buy new computer, have enough money. Na sẽ mua một cái máy tính mới này, nếu mà cô ấy có đủ tiền. Như vậy chúng ta sẽ viết câu H như sau. Na would buy a new computer if she had enough money. Na sẽ mua máy tính mới nếu mà cô ấy có đủ tiền này. Tiếp theo chúng ta sang bài thứ tư này. What would you do if you met an alien from outer space? Bạn sẽ làm gì nếu mà bạn gặp phải một người ngoài hành tinh ở ngoài không gian này? Write three things you'd like to do. Hãy viết ba điều bạn muốn làm này. Chúng ta sẽ nhìn ví dụ ở đây này. If I met an alien from outer space, I would invite him, her to my home and talk. Nếu mà tôi gặp một cái người ngoài hành tinh, ngoài không gian, thì tôi sẽ mời họ tới nhà của tôi và nói chuyện. Vì ở đây chúng ta là tình huống không có thực ở hiện tại nhá. Vì thế chúng ta sẽ dùng câu điều kiện loại 2 này. Chúng ta sẽ viết như sau này. Nếu mà tôi gặp người ngoài hành tinh thì tôi sẽ kết bạn với họ. If I met an alien from outer space, I would make friends with him or her. Nếu mà tôi gặp người ngoài hành tinh ở ngoài không gian thì tôi sẽ kết bạn với họ. Và if I met an alien from outer space, I would tell you about it. Nếu mà tôi gặp người ngoài hành tinh ở ngoài không gian thì tôi sẽ kể cho bạn nghe cái cuộc gặp gỡ đó. Và ở câu cuối cùng, câu thứ ba này. If I met an alien from outer space, I would ask him or her about his whole life.
Nếu mà tôi gặp người ngoài hành tinh ở ngoài không gian thì tôi sẽ hỏi anh ấy hoặc là cô ấy về cái cuộc sống của họ. Ok, như vậy là bài thứ tư cũng đã kết thúc phần Lyrics Focus của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã tập trung lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.